Đối diện với tình trạng quá nhiều công việc và áp lực tại cấp phường, xã, thị trấn trong thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề xuất việc tăng số lượng cán bộ cho các đơn vị này. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có 245 phần 312 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số vượt tiêu chuẩn dân số của phường là trên 15.000 người và của xã, thị trấn là 8.000 người. Thành phố còn có đến 6 phường, xã có quy mô trên 100.000 dân. Số liệu thống kê cho thấy, trong khi một cán bộ, công chức cấp xã của cả nước phục vụ trung bình 485 người dân, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, con số này lên tới 1.554 người, cao gấp hơn 3 lần. Điều này tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn. Để giảm tải khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ công chức ở cấp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất phương án tăng thêm một công chức đối với các phường, xã, thị trấn quy mô từ đủ 30.000 dân trở lên, tăng thêm 2 công chức và 2 người hoạt động không chuyên trách đối với địa phương có từ đủ 50.000 người trở lên, 3 công chức và 3 người hoạt động không chuyên trách đối với nơi có từ đủ 100.000 người trở lên. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng dự kiến tăng thêm một công chức, một người hoạt động không chuyên trách đối với phường, xã, thị trấn có hoạt động kinh tế phát triển, có từ 2.000 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trở lên, địa bàn có từ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên hoặc có quy mô diện tích tăng thêm từ đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên trở lên. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kiến nghị tăng một vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đối với phường, xã, thị trấn có từ đủ 50.000 dân trở lên. Để thực hiện các điều này, ngân sách cần được bổ sung để đảm bảo giải quyết chế độ, chính sách hàng năm đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tăng thêm, với số tiền ước tính là hơn 495 tỷ đồng.